Xin chào các khán giả của Em Việt Nam. Thế là một cơn mưa to chà bá vừa mới tạnh, đồng ruộng lại ngập tràn nước mưa. Và bạn có nghe thấy không? Tiếng ếch nhái đang kêu gian ngoài đó kìa. Tiếng kêu ộp oạp nổi lên rõ ràng, rền vang khắp cả cánh đồng, nghe thật là vui tai. Khi ấy, các tay săn bắt đầu sắm sửa đồ nghề cho một đêm sói ếch cơ mà nạ. Mỗi lần mưa xong thì cứ phải gọi là bội thu thịt ếch luôn. Không biết từ bao giờ, thịt ếch lại trở thành món đặc sản của các vùng quê, nhất là những vùng trũng nhiều ao chuông. Và bạn biết không, món thịt ếch không những phổ biến ở Việt Nam mà nó còn phủ sóng tận Pháp cơ đấy. Chính vì thế mà ngày hôm nay, em sẽ được đưa lên bàn cân hai món ếch từ hai quốc gia này để xem món nào sẽ nặng đô hơn nhé. Thịt ếch hay còn gọi là thịt gà đồng, vô cùng thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Đây là một món ăn dân dã của người Việt từ xa xưa. Khi mà phần lớn người dân vẫn tất bật với công việc đồng áng, thì những con ếch béo múp là phần thưởng tuyệt vời mà tự nhiên đã ban tặng cho người nông dân sau mỗi trận mưa. Năm tháng trôi đi, thịt ếch dần được ưa chuộng và món ăn đồng quê ngày nào nay đã trở thành đặc sản. Ở thủ đô Paris của nước Pháp xinh đẹp, có khá nhiều các địa điểm phục vụ món ếch. Trong số đó, có những địa điểm nổi tiếng được trang Discover Walk Blog giới thiệu các bạn ạ. Tuy nhiên, nó lại có rất nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Hãy đồng hành cùng Ad để xem những điểm khác biệt đó là gì nhé! Đầu tiên, phải nói đến chính là địa điểm thưởng thức món ếch. Nếu như ở Việt Nam, thịt ếch thường được phục vụ ở các quán bia hay các nhà hàng đồng quê, thì ở Pháp, món này lại được ngồi chém chệ trong nhà hàng sang trọng, thậm chí là cả quán rượu, quán cà phê. El Escargot Montauguin là một quán rượu tuyệt vời ở thủ đô nước Pháp. Nó giữ một vị trí rất quan trọng trong cộng đồng người dân Paris. Nơi đây được biết đến rộng rãi là một trong những địa điểm cá cược ở thành phố để ăn các món ngon của đất nước, bao gồm cả đùi ếch. Trong một không gian mang đậm chất châu Âu với ánh đèn lung linh, mờ ảo, thực khách ngồi nhâm nhi ly rượu cùng một đĩa đùi ếch chiên giòn và lắng nghe điệu nhạc du dương. Và đây, một nhà hàng sang trọng ngay giữa lòng thủ đô, Lee Square Chaucer, phục vụ các món ếch như một món ăn truyền thống. Điều nổi bật nhất là tại quán cà phê Brasserie Ligue-Lusas, thịt ếch được coi là một món ăn vặt tuyệt vời, kèm theo cùng với một vài bia trong buổi hoàng hôn. Không biết cảm giác ăn thịt ếch trong một không gian của quán cà phê sẽ như thế nào nhỉ? Bạn nào từng có trải nghiệm thú vị này rồi thì chia sẻ cho em biết với nhé! Còn đây là những địa điểm yêu thích của người Việt Nam khi thưởng thức thịt ếch các bạn ạ. Quán vỉa hè, quán nhậu và nhà hàng chuyên các món đồng quê. Một không khí ăn nhậu khác hẳn phương Tây, người ta thường ngồi trên những bộ bàn ghế nhựa cùng đĩa lạc, quả nem và đĩa thịt ếch làm quá đủ để có một bữa nhậu thịnh soạn. Tiếng hô hò chúc tụng nhau vô cùng ồn ào, sôi động, chứ không có tiếng nhạc như ở Pháp. Còn trong các quán cà phê tại Việt Nam thì chỉ có các loại đồ uống và đồ ăn nhẹ, chứ tuyệt nhiên không có thấy sự xuất hiện của thịt ếch. Điểm khác biệt thứ hai trong món thịt ếch của hai quốc gia là ở trong cách chế biến. Mặc dù là món ăn truyền thống của Pháp, nhưng thịt ếch ở đây được chế biến khá đơn giản. Hầu hết là các món chiên giòn hoặc rang với muối và lá chanh. Còn ở Việt Nam thì có hẳn một thực đơn dài dằng dặc các món về ếch luôn các bạn ạ. So sánh với Pháp thì khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam thích hợp cho ếch phát triển hơn là Pháp, một quốc gia có khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Cũng vì điều này mà thực vật Việt Nam may mắn có được sự đa dạng tuyệt vời hơn hẳn với vô số những loại rau gia vị. Từ đó tạo nên menu món ếch vô cùng phong phú. Có thể kể tới vài chục món ngon được chế biến từ thịt ếch như ếch chiên nước mắm, ếch xào sả ớt, ếch om chuối đậu, ếch xào lá lốt, ếch nấu măng, lẩu ếch nướng. Khán giả nào của Ad đã từng ăn món gì từ ếch rồi thì mạnh dạn comment xuống phía dưới nhé! Theo đánh giá của các tín đồ sành ăn thì đầu tiên phải kể đến món ếch xào lá lốt. Đây là một món ăn chứ danh của mảnh đất Hải Phòng. Ếch xào lá lốt Hải Phòng có hương vị thơm ngon khó cưỡng. Phải nói là vị ngọt chắc của thịt ếch khi được chế biến cùng lá lốt thơm tạo nên một món ăn cực kỳ độc đáo. Nguyên liệu để làm món ăn này gồm có ếch tươi, lá lốt, hành tây, hành tím, nghệ tươi và các loại gia vị khác. Ếch sẽ được lột bỏ phần da, bóc gân đen rồi đem rửa kỹ cùng nước muối pha loãng để loại bỏ phần nhớt. Sau đó rửa lại nước sạch vài lần rồi để ráo. Tiếp đến là chặt ếch thành những miếng nhỏ vừa ăn và ướp thịt ếch với hạt nêm, đường, nước mắm, hành tím băm nhỏ để khoảng 30 phút cho ếch thấm đậm gia vị. Sau đó cho thịt ếch vào chảo và đảo đều. Khi thịt ếch bắt đầu săn lại, mang theo mùi hương đánh thức mọi gia quan thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng cho phần lá lốt cắt sợi vào, đảo đều tay lần nữa và tắt bếp. Thịt ếch chín mềm, hương vị đậm đà với vị sốt chua cay nhẹ cùng hương thơm đặc trưng của lá lốt, ăn với cơm nóng cực kỳ hấp dẫn. Thêm một món ếch nữa ăn với cơm ngon bá cháy này các bạn,
đó chính là món ếch chiên nước mắm. Mà không riêng gì ếch, mà bất cứ loại thịt nào khi chiên nước mắm đều ngon cả vì được thấm đượm nước sốt đậm đà. Nhìn đĩa thành phẩm có màu vàng nâu bắt mắt, nước sốt sánh quyền cùng các loại gia vị đã khiến người ta túa nước bọt. Đến khi gắp một miếng bỏ vào bát cơm, bạn sẽ ngửi thấy hương thơm mới quyến rũ làm sao. Tới lúc cắn một miếng thì hương vị đậm đà tan chảy trong miệng. Vị ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn, béo béo, hòa quyện với nhau đem đến một trải nghiệm ẩm thực hết sức hấp dẫn. Để món ếch chiên nước mắm được ngon đúng chuẩn thì người đầu bếp phải sở hữu một vị giác vô cùng nhạy bén. Chất lượng của món ăn này phụ thuộc rất nhiều vào phần nước sốt. Ếch sau khi được chiên chín vàng thì được cho vào chảo rim cùng nước sốt đã pha sẵn. Trong đó không thể thiếu là hành, tỏi, ớt băm, hạt tiêu, đường, nước mắm được pha theo một tỷ lệ hợp lý. Khi ấy, món ếch chiên sẽ ngon đúng điệu, thách thức nồi cơm nhà bạn đấy. Nếu bạn là tín đồ của các món nhậu thì sao có thể bỏ qua món ếch rang muối cho được? Đây là một món ăn chơi đang có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vừa hay, bây giờ cũng đang là thời điểm bước vào mùa mưa, vì thế mà thịt ếch càng trở nên phổ biến. Những chiếc đùi ếch to tròn được bao phủ bởi một lớp áo bằng bột bên ngoài, kèm theo những hạt muối chiên trắng thơm. Chỉ cần ngửi thôi là bạn sẽ cảm nhận được hương thơm của sả, của bột, của thịt ếch quyện vào với nhau. Một màu vàng giòn bắt mắt khiến bạn không thể nào cưỡng được mà liền một mạch luôn đấy. Cắn miếng đùi ếch rang muối, nhấp thêm ngụm bia mát lạnh trong ngày hè nóng nực thì cứ phải gọi là đỉnh của job luôn. Nếu cứ có mồi nhậu ngon với bia đủ đầy như thế này thì bảo sao cánh mày râu là nhậu lai dai quên lối về cơ chứ. Nói về ếch thì Việt Nam ta còn nổi bật với món gì nữa các bạn nhỉ? À, đúng rồi, còn ếch om chuối đậu. Đây là món ăn đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Món này rất thích hợp ăn trong những ngày xe lạnh hoặc trời đông. Nồi ếch om thơm lừng của chuối, đậu, thịt ba chỉ, thịt ếch và tía tô mới quyến rũ làm sao. Các bột miếng bỏ vào miệng, vị ngọt bùi của thịt ếch, vị cay cay của ớt, vị béo béo trong nước sốt hòa quyện của các loại gia vị sẽ đánh thức mọi giác quan trong bạn. Bạn nào đã có trải nghiệm về món này rồi thì hãy chia sẻ xuống phía bên dưới cho em biết với nhé. Có thể thấy rằng chỉ với một nguyên liệu đồng quê thôi, nhưng các đầu bếp Việt Nam đã sáng tạo ra vô số những món ếch ngon tuyệt hảo làm mê mẩn thực khách. Đây cũng chính là thế mạnh của ẩm thực Việt Nam khiến nó ngày càng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Vì thế mà trong cuộc chiến thịt ếch này, em sẽ được vote cho những món ếch Việt Nam. Còn các bạn thì sao? Bạn có nghiêng về món ếch của quốc gia nào không? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nhé. Và ở địa phương bạn, có món ếch nào ngon thì cũng comment luôn nha. Nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho em Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!